Xin chào các bạn, mình là Phú, giáo viên dạy tiếng Nhật. Số Zalo của mình là 0903651824. Rất vui vì được làm quen mấy bạn. Hôm nay thì mình sẽ viết kanji của một bài bắt kỳ trong quyển Lăng Ba Di Bộ này ha. Chúng ta từ từ chúng ta viết, 10 chữ. Chúng ta sẽ viết bài 10 chữ này đi ha mấy bạn. Bài 23 Mina. Giờ chúng ta sẽ viết chữ hồi này trước nha. Chữ hồi. Hồi thì gồm có vi khẩu. Chúng ta sẽ viết bộ vi trước. Xúc giác trùng. Vậy là bộ giác sừng này, là bộ trùng sâu nè. Điếu kim trước này, bộ kim vàng này chữ trước. Độ thủy độ. Kiều mọc kiều. Việc tẩu như chỉ qua ha. Giới học giới. Chướng phụ chương. Giao phụ giao. Giao. Giao mình sẽ là có bộ đầu với bộ phụ. Giao đầu phụ. Hồi cai. Xúc xô cờ điếu chô, độ tô kiều chô, việc ê chờ giấy cây cố cô chú xô, giao cô.